chú anh chị em và các bạn. Đây là cái món bánh mà hôm nay mình muốn chia sẻ đến các bạn. Một cái món bánh được làm từ trứng gà, sữa tươi và đường cát, kết hợp với cái nước đường caramel rất là thơm. Một cái món bánh là em bé rất là thích, người già cũng rất là dễ dùng và những người mẹ mang thai dùng rất là tốt. Đây là món bánh lăn. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào làm món bánh này nha các bạn. Và để chuẩn bị làm cái món bánh này, đầu tiên mình hãy đi làm cái nước đường caramel trước ha. Bây giờ mình nấu nước đường caramel trước. Chúng ta cố gắng để làm ra được những cái bánh như thế này nha. Bây giờ để nấu nước đường á, các bạn chọn một cái nồi. Các bạn chọn cái nồi nào mà cái đáy của nó mỏng nha các bạn. Đây là mình có cái nồi này, mình chỉ để dành mình nấu nước đường thôi các bạn. Cái đáy của nó mỏng thì mà mình nấu nó sẽ mau hòa nhiệt đúng không ha. Mình không biết các bạn lường cái gì, cái muỗng hay là cái chén hay là cái gì cũng được hết, mà các bạn cứ lường theo cái tỷ lệ là cứ 5 đường 5 nước, 5 hoặc 6 gì cũng được ha. Bây giờ mình sẽ lường 6 đường 6 nước đi. Bây giờ mình lường một cái muỗng nha. Đường các bạn, mình lường 6 muỗng đường. Bây giờ mình 6 muỗng nước, bây giờ mình chỉ bỏ vô đây là 3 muỗng thôi, còn 3 muỗng mình sẽ để làm bằng lá bỏ sau nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt lên mình bếp mình nấu nha. Rồi đây các bạn, cái đường là các bạn mình nấu khoảng 7 phút à, tới 10 phút nữa thì nó vàng như vậy nè các bạn. Nó vàng như vậy là được rồi nha các bạn. Bây giờ mình tắt lửa nha. Mình tắt lửa, mình sẽ bỏ vô 3 cái muỗng nước hồi nãy nè các bạn. Nãy 3 muỗng nước còn lại nè, mình sẽ cho vô nè. Cho từ từ thôi nha các bạn. Mọi người cứ cho nhiều quá nó văng lên nha. Các bạn cho hết 3 muỗng nước vô nha. Các bạn nhớ đừng có nấu nó khét quá nha. Đã đắng nó khét, khét nó cũng có ngon. Nó vừa như vậy thì nó sẽ thơm cái mùi đường caramel á. Nó vừa hơi hơi đắng đắng mà nó thơm. Nhưng cũng đừng có nấu nó còn đường, nó còn trắng quá nha các bạn. Trắng quá thì ăn nó ngọt, nó dở lắm. Mình sẽ mở lửa trở lại nhỏ thôi nha các bạn, để sôi một chút xíu nữa cho đường nó đều lại nha. Bạn nhớ mở lửa nhỏ thôi nha, đừng mở lửa lớn quá nha, cho đường mình nó sôi nó kẹo lại một chút xíu. Bạn cho sôi khoảng chừng 5 phút nữa là được rồi các bạn. Rồi đây các bạn, cái phần nước của mình cho vô các bạn, xong rồi mình cho lửa vừa thôi các bạn, cho sôi trở lại khoảng chừng 5 phút thì bây giờ đường nó được như vậy là được rồi nè các bạn. Bây giờ mình tắt lửa ha, mình sẽ cho ra ngoài những cái hũ nha. Bạn giờ đường nó đang nóng vậy là mình tranh thủ mình cho vô hũ nha các bạn. Cho cỡ này là được rồi các bạn. Các bạn tráng cũng được mà không tráng cũng được. Rồi mình hấp nó cũng tan chảy hết. Cái đường này là một lần nóng nó cũng bệnh, cho nên các bạn làm á, bạn làm một lần, các bạn làm nhiều nhiều các bạn để đó, khi mình cần cái mình hâm lại thôi, không có sao á. Khi mình làm cái mình phải đi nấu nước đường nó lâu rồi, các bạn múc hết hũ đi ha. Cái lượng bánh một lát mình làm là khoảng 20 hũ các bạn. Nguyên liệu thì mình cần có đây các bạn, tổng cộng là 8 quả trứng gà. Thì 8 quả trứng gà nè các bạn, tại vì mình đập trước nên mình để riêng để cho các bạn dễ nhìn thấy ha. 8 quả trứng gà này mình sẽ 3 trứng mình để nguyên,
ba trứng là mình lấy cả đồng trắng và đồng đỏ, còn năm trứng á mình chỉ lấy cái đồng đỏ, mình không lấy đồng trắng nha các bạn. Có nghĩa là mình cần ba cái trứng gà nguyên và năm thêm năm cái lòng đỏ trứng gà. Rồi mình cần cái sữa tươi. Sữa tươi đây các bạn là 500ml sữa tươi và 200ml cái kem whipped cream. Kem whipped cream bạn. Cái kem này nè các bạn, bây giờ các bạn mua ở mấy cái cửa hàng mà nguyên liệu làm bánh các bạn, nó đều có hết. Giờ cái này người ta xài cũng nhiều các bạn. Cái này là cái kem whipped cream này là cái độ béo nó rất là nhiều. Thì cái này là mình mua ở dưới cửa hàng, có dưới chợ Bà Chiểu các bạn, có một cái cửa hàng bán chuyên về nguyên liệu làm bánh, đó là cửa hàng Khánh Hạnh, nằm ở sau lưng chợ Bà Chiểu các bạn, ở đường Phố Đức Chính á. Thì nếu mà các bạn nào mà có tìm cái nguyên liệu làm bánh, các bạn cứ xuống đó là có đầy đủ hết. Cần ở đây là một lạng đường cát, nửa muỗng cà phê muối và một ống vani. Và đường hũ này thì khi nãy mình nấu đường mình đã quét đường xong rồi nè các bạn, bây giờ đường đã nguội rồi, ăn cứng rồi ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình pha chế nha. Nói chung làm cái bánh lăng này các bạn nó không có khó các bạn, nó rất là dễ, nhưng mà chỉ khó là khó ở cái khâu là thứ nhất là mình nấu cái nước đường caramel, cái khâu thứ hai á là cái khâu hấp bánh, canh lửa mình hấp bánh để cho ra cái bánh mình nó mướt nó đẹp, là nó chỉ khó hai cái khâu đó thôi các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình đầu tiên là mình cho đường đó các bạn, và mình cho trứng vô mình đánh. Rồi trứng vô mình quậy nha các bạn, mình lấy giá mình quậy cho nó tan đều ra ha. Có cái miếng bột nào hết nha các bạn, chỉ là đường, trứng và sữa thôi. Nên mình có cái cây đánh trứng các bạn, mình đánh cũng được, mình quậy cho nó dễ tan. Cái này mình muốn quậy cái giá để cho các bạn nhìn các bạn làm cho nó dễ. Nếu mình có cây đánh trứng thì mình lấy cái cây đánh trứng ra mình quậy nha, quậy thôi nha chứ đừng có đánh nha, đánh cho nó bong bọt lên là sai nha. Đây là các bạn thấy mình quậy không đó, mình quậy để cho trứng đường nó quậy nha các bạn ha, trứng mình nó tan ra rồi nó tan đều quá, trồng đỏ trồng trắng nó hòa đều lại với nhau ha. Các bạn giờ sau khi lòng đỏ với lòng trắng với đường ha, nó đã hòa đều với nhau các bạn. Bây giờ mình cho sữa vô nha. Thì các bạn nãy mình nói là 500ml sữa tươi ha. Bây giờ mình lấy 500ml sữa tươi nha. Đây là sữa tươi không có đường nha các bạn. Thường trong làm bánh mình sử dụng sữa tươi không đường, cái này là 250ml nha. Vani với lại cái muối vô nha các bạn nha. Như mình nói các bạn, mình làm cái gì cũng được ngọt, mình cần thêm một cái muối để cho nó đậm đà các bạn. Trong cái món ngọt cái muối nó cũng quan trọng lắm các bạn. Các bạn thấy đơn giản không? Rất là dễ. Ai chưa từng vào bếp mình cũng làm được. Bây giờ bắt đầu mình sẽ cho ra những cái mình lượt qua rây nha. Bây giờ mình lượt qua rây cho nó
lấy ra những cái lợn cợn của cái lòng trắng, luộc qua rây nha các bạn, luộc qua rây để mình cho những cái lợn cợn của cái lòng trắng lại ha. Lấy những cái đó lại. Xong rồi đó các bạn thấy đơn giản không? Cái phần pha chế của mình đã xong ha. Giờ mình sẽ cho vào những cái hũ mà khi nãy mình bỏ đường vô các bạn. Rồi mình hấp nha. Cái lượng này là các bạn mình làm ra được cái hũ này là được 20 hũ, khoảng 20 hũ các bạn. Đây, làm ra cỡ này đây bạn là được cỡ 20 hũ đó các bạn. Rồi giờ mình cho hết hũ đi, rồi mình lại nắp lại, mình sẽ cho lên nồi mình hấp nha. Giờ các bạn bắt lên một nồi nước đi, rồi mình đổ cho xong rồi mình hấp. Rồi như vậy là bánh lăng bây giờ mình đã cho vào hũ xong rồi, bây giờ mình múc ra được tất cả 20 hũ. Bây giờ mình cho vào trong nồi mình hấp. Như vậy là sau khi mà mình bỏ bánh vô mình hấp ha, thì mình sẽ canh với cái lửa. Đây là cái lửa lớn nhất. Đây là cái lửa lớn nhất các bạn ha. Thì mình hấp đến khi bánh mình nó đặc lại rồi mình sẽ hạ lửa trung. Đây mình cho các bạn xem nha. Cái bánh lăng á, sau khi mình bỏ lên mình hấp lửa lớn nhất các bạn khoảng 10 phút thì cái bánh của mình nó như vậy nè. Đây. Có nghĩa là nó đã đặt xung quanh hết rồi đó các bạn. Thì bây giờ bắt đầu mình hạ qua lửa trung. Nãy mình cho cái mức lửa cao nhất thì bây giờ mình sẽ hạ qua lửa trung ha. Các bạn nhìn thấy rõ không? Nó như vậy đây. Nó đặt ở xung quanh hết rồi. Cho qua lửa trung nha, lửa trung là lửa cỡ này nè các bạn. Đây mình quay cho các bạn nhìn thấy ha, đây là lửa trung nè. Rồi mình hấp khoảng chừng 10 phút nữa. Các bạn, sau khi mà mình hấp lửa trung được 10 phút rồi các bạn, là cái bánh của mình nó đặt lại rồi nè. Chưa, các bạn thấy nó đặt chưa? Đó, giờ nó đặt. Bây giờ các bạn hạ xuống lửa nhỏ 10 phút, mình để 10 phút lửa nhỏ nữa là bánh mình chín. Nãy là mình đang hấp ở lửa trung rồi các bạn ha, được 10 phút thì bánh mình nó đặc như vậy ha các bạn. Bây giờ mình sẽ hạ xuống lửa nhỏ nhất nha. Rồi bây giờ mình hạ xuống cỡ này. Rồi cỡ này các bạn để cỡ 10 phút, khoảng 10 phút nữa là mình tắt lửa được ha, là bánh mình nó chín nha các bạn. Các bạn, đây là sau khi mà mình hấp lửa nhỏ 10 phút nữa thì bánh mình nó đã chín rồi nè các bạn. Nhắc lại các bạn nha, để làm một cái bánh lăng ra nó đẹp, thứ nhất nó đẹp nó ngon, thứ nhất là nó ngon là cái nước đường. Nước đường thì các bạn nấu, các bạn cố gắng ha, mình nấu không có trắng quá mà cũng không có cháy quá nha. Cháy quá thì ăn nó sẽ không tốt cho sức khỏe. Còn nếu mà nó chưa tới các bạn thì nó sẽ ngọt, nó rất là dở nha. Còn cái khâu hấp bánh á, thì nó cũng rất là quan trọng. Ở đây không phải vấn đề, không phải mình hấp mình canh 20 phút hay là 30 phút. Tại tùy theo là cái nồi lớn hay nồi nhỏ, các bạn hấp bánh ít và bánh hay bánh nhiều nữa. Cho nên đó là khi nãy mình có chỉ cho các bạn á, là canh cái mặt bánh á, các bạn phải chịu có bạn canh cái mặt bánh nha. Chẳng hạn như mình hấp lửa lớn 10 phút thì tới khi cái mặt bánh mình nhìn thấy như vậy là được. Mình sẽ hạ qua lửa trung. Ở đây lửa trung với lửa lớn các bạn, nếu như các bạn nào nhà xài bếp từ á thì lửa trung nó khoảng 4 số 5 gì đó, nếu biết chính số thì nó khoảng số 5. Còn lửa nhỏ thì nó số 2, số 3 gì đó. Các bạn nhớ nha, khi bắt bánh lên hấp mình hấp lửa lớn nhất. Mình hấp khoảng 10 phút thì mình sẽ qua lửa trung, và lửa trung khoảng 10 phút. Đồng thời các bạn nhìn cái mặt bánh ha. 10 phút đầu á thì các bạn hấp, các bạn thấy cái bánh của mình á, ở xung quanh cái bánh của mình á, nó sẽ đặc
rồi, còn phần chính giữa chưa đặt. Các bạn hạ lửa trung, và 10 phút lửa trung thì các bạn để ý là cái mặt bánh của mình nó sẽ đặc, mình nghi nó không còn chảy nữa, thì các bạn sẽ hạ qua lửa nhỏ, và khi qua lửa nhỏ khoảng 10 phút sau thì bánh mình nó sẽ chín. Và các bạn tắt lửa thì mình sẽ ra được những cái bánh như thế này ha các bạn. Các bạn nếu các bạn dùng thử công thức của mình á mà thấy ngon thì các bạn hãy bấm like và hãy chia sẻ cho người thân của mình liền nha. Đồng thời các bạn hãy bấm đăng ký và ủng hộ cho mình để khi mình có những video mới